Ông Long, 73 tuổi, được phẫu thuật nội soi đặt lưới nhân tạo vào trong thành bụng điều trị thoát vị bẹn, giúp hạn chế đau và phục hồi sau vài ngày. Ông Long được mổ nội soi thoát vị bẹn bên trái vào đầu tháng 7, ca phẫu thuật kéo dài 70 phút. Sau một ngày vết thương khô, sức khỏe ổn định và ông xuất viện 2 ngày sau đó. Trước đó, bác sĩ khám sức khỏe tổng quát nhận thấy vùng bẹn bên phải của ông to bất thường. Ông Long cho biết đau tức ở vùng bẹn khi đi lại, sinh hoạt, chỗ phồng to vùng bẹn còn gây mất thẩm mỹ. Tình trạng này diễn ra nhiều năm nhưng ông không muốn điều trị vì từng mổ hở thoát vị bẹn bên trái nên ngại đau. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quốc Thái, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Thoát vị bẹn là một tạng trong ổ bụng di chuyển khỏi vị trí và chui ra ngoài thành túi thoát vị. Bất thường về cấu trúc này không thể điều trị bằng thuốc. Giải pháp phù hợp là can thiệp phẫu thuật. Trước đây điều trị bằng cách mổ mở đặt lưới. Hiện nay phẫu thuật nội soi đặt lưới nhân tạo vào vùng thoát vị bẹn giúp chấm dứt những cơn đau trong thời gian ngắn. Tấm lưới này có vai trò gia cố, đổ bê tông lên vùng bẹn bằng mô sẹo, còn ngăn ngừa các nội tạng xa ra ngoài. Theo bác sĩ Thái, nếu thoát vị bẹn xảy ra trong thời gian ngắn, phương pháp phẫu thuật nội soi thuận lợi là đưa lưới hoàn toàn vào phúc mạc, lớp che phủ mặt trong thành bụng. Tuy nhiên, bệnh nhân thoát vị nhiều năm, phương pháp này bị hạn chế do khối thoát vị sẽ bị kẹt trong ống bẹn, thoát vị quá to khiến phẫu thuật khó khăn. Trong trường hợp này, bác sĩ đưa lưới đi xuyên qua ổ bụng và đặt vào vùng thoát vị. Lưới vẫn được đặt ở phúc mạc nhưng không tiếp xúc ruột, tránh nguy cơ biến chứng do lưới tiếp xúc ruột như ăn mòn do lưới hay tắc ruột. Bác sĩ còn sử dụng lưới nhân tạo tự dính thế hệ mới. Bề mặt của lưới có những móc nhỏ, móc cố định vào mô mà không cần sử dụng kim bấm cố định như trước đây, nhờ đó bệnh nhân hạn chế đau và phục hồi nhanh hơn. Sau phẫu thuật, người bệnh cần nghỉ ngơi hoàn toàn, tránh vận động để vết thương nhanh phục hồi, cần ăn nhiều rau, hoa quả, uống nhiều nước để phòng ngừa táo bón, gây tăng áp lực lên ổ bụng, tái khám theo lịch hẹn.